Mát chương 1 dân dọn đường cho Chúa Giêsu. Khởi đầu của tin mừng về Chúa cứu thế Giêsu con Thượng Đế, như nhà tiên tri Ê-sai đã viết: Ta đã sai sứ giả đi trước con để dọn đường cho con. Có tiếng người kêu trong sa mạc: Hãy chuẩn bị đường cho Chúa, sang phẳng lối đi cho Ngài. Dân làm lễ báp têm cho dân chúng trong đồng hoang và giảng dạy một lễ báp têm về sự ăn năn để được tha tội. Mọi người từ miền Judea và Jerusalem đều đến với ông. Sau khi họ xưng tội thì được dân làm lễ báp têm dưới sông Giô-đan. Dân mặc áo bằng lông lạc đà, thắt lưng bằng đa da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Đây là lời giảng của dân cho dân chúng: Có đấng đến sau tôi còn cao trọng hơn tôi. Tôi không xứng đáng cúi xuống mở dép cho Ngài. Tôi làm báp têm cho các anh bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm báp têm cho các anh bằng Thánh Linh. Chúa Giêsu chịu lễ báp têm. Lúc ấy, Chúa Giêsu từ thành Nazareth, miền Galilee, đến để dân làm báp têm dưới sông Giô-đanh. Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy thiên đàng mở ra. Thánh Linh lấy dạng chim bồ câu đáp xuống đậu trên Ngài, và có tiếng từ thiên đàng vọng xuống rằng: Con là con ta yêu dấu, ta rất vừa lòng về con. Chúa Giêsu chịu ma quỷ cám dỗ. Ngay sau đó, Thánh Linh đưa Chúa Giêsu vào đồng hoang. Ngài ở đó suốt 40 ngày để chịu Satan cám dỗ. Ngài ở chung với muôn thú và có các thiên sứ phục vụ Ngài. Chúa Giêsu chọn một số môn đệ. Sau khi dân bị tù, Chúa Giêsu đến miền Galilee giảng tin mừng về Thượng Đế. Ngài dạy: Thời đã điểm, nước trời đã gần kề, ai nấy hãy ăn năn và tiếp nhận tin mừng. Khi đang đi dọc theo hồ Galilee, Ngài thấy Simon và em là Andrê đang quăng lưới xuống hồ, vì hai người vốn làm nghề chài lưới. Chúa Giêsu bảo họ: Hãy theo ta sẽ biến các anh thành những tay đánh lưới người. Simon và Andrê lập tức bỏ lưới lại đi theo Ngài. Đi một khoảng nữa, Ngài thấy hai anh em khác tên Giăng và Gia-cơ, con của Cbê-đê, đang ngồi trong thuyền vá lưới. Ngài gọi hai người thì họ liền để cha mình lại trong thuyền với mấy người làm công rồi đi theo Ngài. Chúa Giêsu đuổi tà ma. Chúa Giêsu và các môn đệ đi đến thành Ca-bê-năm. Đến ngày Sa-bát, Ngài vào hội đường để dạy dỗ. Dân chúng rất ngạc nhiên về lối giảng dạy của Ngài, vì Ngài dạy như người có quyền năng, chứ không giống các giáo sư luật. Ngay lúc ấy, trong hội đường có một người bị tà ma ám. Anh kêu lớn: Giêsu ở Nazareth ơi, Ngài muốn làm gì chúng tôi đây? Có phải Ngài đến để diệt chúng tôi không? Tôi biết Ngài là ai, Ngài là đấng thánh của Thượng Đế. Chúa Giêsu mắng quỷ: Im đi, ra khỏi người này ngay. Quỷ liền vật mạnh anh ta xuống, rú lên một tiếng lớn rồi ra khỏi. Dân chúng vô cùng sửng sốt hỏi nhau: Việc này nghĩa là sao? Ông này dạy điều mới lạ và đầy quyền năng, đến nỗi ông ta ra lệnh cho tà ma, chúng cũng vâng theo. Thế là tiếng đồn về Chúa Giêsu loan truyền nhanh chóng khắp cả miền Galilee. Chúa Giêsu chữa nhiều người bệnh. Khi Chúa Giêsu và các môn đệ vừa ra khỏi hội đường, thì cùng Gia-cơ và Giăng đi đến nhà của Simon và Andrê. Bà mẹ vợ Simon đang sốt liệt giường. Người ta cho Chúa Giêsu hay. Ngài bước đến bên giường, cầm tay bà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay, bà liền bắt tay phục vụ mọi người. Chiều hôm ấy, sau khi mặt trời lặn, dân chúng mang những người bệnh và bị quỷ ám đến cùng Chúa Giêsu. Cả thành tụ tập trước cửa. Chúa Giêsu chữa lành đủ thứ bệnh và đuổi quỷ ra khỏi nhiều người. Nhưng Ngài cấm không cho quỷ nói ra, vì chúng biết Ngài là ai. Chúa Giêsu chuẩn bị rao giảng tin mừng. Sáng sớm hôm sau, khi trời hãy còn tối, Chúa Giêsu thức dậy ra khỏi nhà. Ngài đến một nơi vắng vẻ để cầu nguyện.
Simon và đồng bạn đi tìm Ngài. Sau khi tìm được, họ thưa, ai cũng đi tìm Thầy. Chúa Giêsu bảo họ, chúng ta nên đi thăm các thành gần đây để ta giảng dạy nữa. Đó là lý do mà ta đến. Nên Ngài đi khắp miền Galilee giảng dạy trong các hội đường và đuổi quỷ. Chúa Giêsu chữa lành người bệnh. Có một người cùi đến quỳ gối van xin Chúa Giêsu, lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Ngài có thể chữa lành cho con được. Chúa Giêsu động lòng thương anh. Ngài giơ tay rờ trên người anh ta và bảo, ta muốn, hãy lành bệnh đi. Bệnh liền dứt, anh được lành ngay. Chúa Giêsu bảo anh đi liền và nghiêm cấm, đừng cho ai biết chuyện này. Anh hãy đi trình diện thầy tế lễ, rồi dâng của lễ theo như Môsê đã quy định cho những người được lành bệnh. Như thế để cho mọi người thấy điều ta làm. Anh rời nơi đó, liền thuật cho mọi người biết Chúa Giêsu đã chữa lành mình. Vì thế, Ngài không thể công khai vào thành nữa. Ngài cư ngụ nơi hẻo lánh, nhưng dân chúng khắp nơi đều kéo đến tìm Ngài. Mát chương 2. Chúa Giêsu chữa lành người bại. Vài ngày sau, Chúa Giêsu trở lại thành Ca-bê-năm. Tiếng đồn loan ra là Chúa Giêsu có mặt ở nhà. Dân chúng kéo lại quá đông khiến nhà chật ních, đến nỗi ngoài cửa cũng không có chỗ chen chân. Trong khi Chúa Giêsu đang giảng dạy dân chúng về lời của Thượng Đế, thì có 4 người khiêng, 1 người bị bại đến. Vì dân chúng tụ tập quá đông, họ không làm sao mang anh ta đến trước mặt Chúa Giêsu được, nên họ mở một khoảng trống trên mái nhà ngay chỗ Chúa Giêsu đang nói chuyện và thòng người bại đang nằm trên cán súng. Khi thấy đức tin của họ, Ngài bảo người bại rằng, con ơi, tội con đã được tha rồi. Mấy giáo sư luật có mặt tại đó mới nghĩ thầm rằng, ông này là ai mà dám ăn nói táo bạo như vậy? Ông ta nói như thể mình là trời. Chỉ có một mình trời mới có quyền tha tội thôi. Chúa Giêsu biết ngay ý nghĩ của họ nên Ngài hỏi, tại sao các ông thầm nghĩ như thế trong lòng? Trong hai điều này, điều nào dễ hơn? Một là nói với người bại rằng, tội con đã được tha. Hai là bảo, hãy đứng dậy cuốn chăn chiếu mà đi. Nhưng tôi sẽ chứng tỏ cho các ông thấy, con người có quyền tha tội trên đất. Nên Chúa Giêsu nói với người bại, tôi bảo anh đứng dậy cuốn chăn chiếu đi về nhà. Người bại lập tức đứng dậy cuốn chăn chiếu đi ra trước sự chứng kiến của mọi người. Dân chúng vô cùng kinh ngạc và ngợi tôn Thượng Đế. Họ bảo nhau, từ trước tới giờ chưa khi nào chúng ta thấy chuyện lạ như thế này. Lê-vi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu lại ra bờ hồ lần nữa. Có dân chúng đi theo và Ngài dạy dỗ họ. Trong khi Ngài đang đi thì thấy Lê-vi, con của A-phê, đang ngồi ở trạm thu thuế. Chúa Giêsu bảo ông, hãy theo ta. Ông liền đứng dậy theo Ngài. Sau đó, Chúa Giêsu dùng bữa tại nhà Lê-vi. Có các nhân viên thu thuế, những kẻ có tội cùng các môn đệ Ngài ăn chung. Những người như thế đi theo Chúa Giêsu. Khi các giáo sư luật thuộc phái Pharisee thấy Chúa Giêsu ăn chung với những người thu thuế và kẻ có tội, họ liền hỏi các môn đệ Ngài, sao ông ta ăn chung với phường thu thuế và kẻ có tội như thế? Chúa Giêsu nghe vậy mới bảo họ rằng, người khỏe mạnh đâu cần bác sĩ, chỉ có người bệnh mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu gọi người tốt mà gọi tội nhân. Môn đệ Chúa Giêsu bị chỉ trích. Môn đệ của dân và người Pharisee thường hay cử ăn trong một thời gian. Một số người đến hỏi Chúa Giêsu, tại sao môn đệ của dân và môn đệ của người Pharisee cử ăn, còn môn đệ của thầy thì không? Chúa Giêsu đáp, bạn của chú rể không cử ăn khi chú rể đang còn ở với họ. Hễ chú rể còn ở với họ, họ không cử ăn. Nhưng khi nào chú rể đi rồi thì họ mới cử ăn.
Không ai ván một miếng vải mới chưa bị rút vào lỗ rách của cái áo cũ, vì miếng vải mới sẽ rút lại chằng rách áo cũ, lỗ rách sẽ càng xấu thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, rượu mới sẽ làm nứt bầu. Rượu cũng mất mà bầu cũng chẳng còn, rượu mới phải đựng trong bầu da mới. Chúa Giêsu là Chúa của ngày Sa-bát. Vào ngày Sa-bát nọ, Chúa Giêsu đi qua cánh đồng lúa. Các môn đệ Ngài vừa đi vừa bứt bông lúa ăn. Người Pha-ri-si thấy thế mới hỏi: "Tại sao môn đệ của Thầy làm điều trái phép trong ngày Sa-bát?" Chúa Giêsu đáp: "Thế các ông chưa đọc điều David và những bạn đồng hành làm khi bị đói sao? Trong thời Abitha làm thầy tế lễ tối cao, David vào lều của Thượng Đế lấy bánh thánh ăn, loại bánh mà chỉ có thầy tế lễ mới được phép ăn. Ông ta cũng cho các bạn đồng hành ăn nữa. Rồi Chúa Giêsu bảo người Pha-ri-si: "Ngày Sa-bát được lập ra để giúp loài người, chứ loài người không phải được dựng nên để lệ thuộc ngày Sa-bát. Vì thế con người cũng là Chúa của ngày Sa-bát." Mác chương 3: Chữa lành bàn tay liệt. Một lần khác, Chúa Giêsu vào hội đường. Ở đó có một người bị liệt bàn tay. Vài người theo dõi xem thử Chúa Giêsu có chữa lành người bệnh trong ngày Sa-bát không để tố cáo Ngài. Chúa Giêsu nói với người bị liệt tay: "Anh hãy đứng lên trước mặt mọi người." Rồi Ngài hỏi dân chúng: "Điều nào có phép làm trong ngày Sa-bát? Làm lành hay làm dữ? Cứu người hay giết người?" Nhưng họ đều làm thinh. Chúa Giêsu nhìn họ mà tức giận, lòng Ngài buồn nản vì thấy họ ương ngạnh. Ngài liền bảo người bị liệt tay: "Anh hãy giơ tay ra." Anh ta giơ ra thì tay được lành. Những người Pha-ri-si đi ra bàn mưu với các đảng viên Hê-rốt để giết Chúa Giêsu. Nhiều người theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cùng các môn đệ rời nơi ấy để đi đến hồ. Có đoàn dân rất đông từ vùng Galilê đi theo Ngài. Nhiều người từ miền Judea, Jerusalem, Idumea, từ vùng đất phía đông sông Giô-đanh và từ vùng Tia và Sidon đến nữa. Khi nghe đồn những việc Chúa Giêsu làm thì vô số người đến tìm Ngài. Nhìn thấy đám đông, Chúa Giêsu bảo các môn đệ chuẩn bị cho Ngài một chiếc thuyền để khỏi bị dân chúng lấn ép, vì Ngài đã chữa lành nhiều người bệnh. Nên những ai mắc bệnh đều chen lấn nhau để được rờ Ngài. Khi tà ma thấy Chúa Giêsu thì chúng quỳ xuống trước mặt Ngài và kêu lên: "Ngài là Con Thượng Đế." Nhưng Chúa Giêsu cấm chúng nó không được nói Ngài là ai. Chúa Giêsu chọn 12 sứ đồ. Khi Chúa Giêsu lên núi kia, Ngài gọi những người Ngài muốn, thì tất cả những người ấy đến với Ngài. Chúa Giêsu chọn 12 người và gọi họ là sứ đồ. Ngài muốn họ ở bên cạnh Ngài và sai họ đi ra giảng đạo, đồng thời cho họ quyền đuổi quỷ ra khỏi những kẻ bị ám. Đây là tên 12 người Ngài chọn: Simon mà Ngài đặt tên là Phi-rơ, Gia-cơ và Giăng con của Cê-bê-đê. Ngài đặt tên cho hai anh em này là Bô-a-nẹt, nghĩa là con của sấm sét; Andre, Philip, Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ, Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Tha-đê, Simon thuộc đảng Xê-lốt, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, người về sau phản Ngài. Một số người nói Ngài bị quỷ ám. Sau đó Chúa Giê-xu về nhà, nhưng dân chúng lại tụ tập đông đảo đến nỗi Ngài và các môn đệ không ăn được. Nghe thế nên thân nhân Ngài xuống để bắt Ngài về, vì họ cho rằng Ngài đã bị cuồng trí. Nhưng các giáo sư luật đến từ Jerusalem bảo rằng: "Ông ta bị quỷ Satan ám. Ông ta chỉ giỏi dùng quyền chúa quỷ mà đuổi quỷ đó thôi." Chúa Giêsu liền gọi dân chúng đến dùng ngụ ngôn để dạy họ. Ngài bảo quỷ Satan không thể tự đuổi mình ra khỏi người ta được. Một nước
bị phân hóa, không thể nào tồn tại, và gia đình nào tự chia rẽ sẽ tan hoang. Nếu quỷ Satan tự chống lại mình hoặc nghịch lại những kẻ theo nó, thì làm sao nó tồn tại được? Thế là Satan đã đến đường cùng rồi. Không ai có thể ập vào nhà một người lực lưỡng mà cướp đồ người ấy được. Phải trói anh ta lại trước rồi mới lấy đồ trong nhà sau. Ta bảo thật, tất cả những tội lỗi người ta làm hoặc những lời nói phạm đến Thượng Đế sẽ được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Linh sẽ không được tha đâu. Người ấy sẽ mắc tội đời đời. Chúa Giê-xu nói thế là vì các giáo sư luật bảo rằng Ngài bị quỷ ám. Gia đình thật của Chúa Giê-xu. Bây giờ có mẹ và anh em của Chúa Giê-xu đến đứng ở ngoài và cho người vào trong gọi Ngài ra. Nhiều người đang ngồi vây quanh Chúa Giê-xu. Có người thưa với Ngài: Mẹ và anh em thầy đang chờ thầy ở ngoài kia. Chúa Giê-xu hỏi: Ai là mẹ ta và anh em ta? Rồi Ngài nhìn những người ngồi quanh Ngài và bảo: Đây là mẹ ta và anh em ta. Người nào làm theo ý muốn Thượng Đế, người đó mới thật là anh em, chị em và mẹ của ta.